Fabio Cannavaro, đội trưởng của đội tuyển Italia vô địch World Cup 2006, hậu vệ duy nhất từng đoạt danh hiệu cao quý quả bóng vàng thế giới. Mỗi bước chân của Cannavaro luôn thu hút sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ trên khắp hành tinh. Tháng đầu tiên của năm 2012, Việt Nam sẽ hân hoan chào đón cầu thủ tài năng và điển trai người Italia trong chương trình mang tên Gặp gỡ một huyền thoại tại thành phố Hồ Chí Minh với rất nhiều hoạt động thú vị. Hành trình của Cannavaro tại Việt Nam trong 3 ngày 6, 7 và 8 tháng 1 sẽ được truyền tải đầy đủ và sinh động nhất trong các bản tin 360 độ thể thao 17 giờ và nhịp độ 360 độ thể thao 6 giờ sáng hàng ngày trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Gặp gỡ huyền thoại Fabio Cannavaro trong 360 độ thể thao và nhịp độ 360 độ thể thao. Descanso, los va.